Xin kính chào quý vị thính giả đã theo dõi bản tin thời sự Hoa Kỳ và Thế giới được phát sóng trên kênh Little Dragon News. Bản tin Hoa Kỳ hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tổng thống Trump đến chính với người hâm mộ. Chúa giê -xu mới nổi tiếng nhất thế giới, không phải tôi. Về cánh tả vụ khống gây bối của hình Biden là do Nga dựng nên. Tổng thống Trump nói dữ liệu từ máy tính của hình Biden là một vụ về bối lớn sự công kích của Twitter và Facebook đối với quyền tự do báo chí. Trước khi đi vào phần tin tức, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả đã theo dõi Little Saigon News trong suốt thời gian qua. Và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Trump đến chính với người hâm mộ Chúa Jesus mới nổi tiếng nhất thế giới, không phải tôi. Vào ngày 6 tháng 10, trong cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ câu chuyện về một cử tri hâm mộ đã ca ngợi ông là người nổi tiếng nhất thế giới. Nhưng Tổng thống Trump cho biết Chúa Giêsu mới nổi tiếng nhất và không có biện pháp phòng ngừa Covid-19 nào trên thế giới có thể loại bỏ nhu cầu dựa vào Thiên Chúa. Trước rất đông những người tham dự cuộc vận động tranh cử ở Greenville, Bắc Carolina, Tổng thống Trump kể: "Có ai đó đã nói với tôi vào ngày hôm trước, cho đến nay ông là người nổi tiếng nhất thế giới. Tôi nói không, tôi không phải. Họ nói ai nổi tiếng hơn? Tôi nói Chúa ơi." tôi không có bất kỳ cơ hội nào cả và hãy để tôi nhìn lên và tôi sẽ nói và người đó thậm chí còn không gần ở đây. Câu chuyện Tổng thống Trump chia sẻ đã nhận được những tràng vỗ tay rất lớn của khán giả ở Tahir State. Tổng thống Trump cũng ghi nhận Thiên Chúa, người mà Tổng thống Trump gọi là ông chủ, đã giúp chữa lành cho ông khỏi Covid-19. Nhắc đến vụ lây nhiễm Covid-19 vừa qua, Tổng thống Trump chia sẻ, Đó là những gì đã xảy ra. Yeah, chúng tôi cần giúp đỡ. Nói ra thì được rồi, khẩu trang, không đeo khẩu trang, mọi thứ, quý vị có thể làm tất cả những gì quý vị muốn, nhưng quý vị biết đấy, quý vị vẫn cần sự giúp đỡ từ ông chủ, chúng ta cần sự giúp đỡ từ ông chủ, đó là những gì sẽ xảy ra, chúng ta cần sự giúp đỡ. Tổng thống Trump nói và đặt tay lên ngực, sau đó chỉ lên trời. Trong bài phát biểu ở những cuộc vận động trên cử khác, Tổng thống Trump nhiều lần đã hứa ngăn chặn sự truyền bá cấp tiến của những người cánh tả đối với giáo dục trẻ em học sinh chúng tôi sẽ ngăn chặn sự truyền bá cực đoan đối với học sinh và khôi phục nền giáo dục yêu nước cho các trường học của chúng ta chúng ta sẽ dạy con cái lòng yêu đất nước của chúng ta tôn vinh lịch sử của chúng ta và luôn tôn trọng lá cờ hoa kỳ vĩ đại của chúng ta và chúng ta sẽ sống làm theo những câu nói vượt thời gian của quốc gia chúng ta chúng ta tin cậy vào thiên chúa và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi họ gạt bỏ lời thiên chúa ra khỏi lời cam kết trung thành và họ đã được phổ biến một cách tuyệt đối họ nói không, không, chúng tôi không cố ý. Và sau đó họ lại tiếp tục gạt bỏ ra nhiều lần khác. Trong nhiều năm, quý vị đã có một tổng thống đã xin lỗi vì nước Mỹ. Bây giờ, quý vị có một tổng thống đang đứng lên vì nước Mỹ. Với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã phản đối việc liên bang tài trợ cho hoạt động phá thai và ngành công nghiệp phá thai, bao gồm khôi phục và mở rộng chính sách Mexico City cấm viện trợ nước ngoài cho các tổ chức phá thai, loại trừ các tổ chức liên quan đến việc phá thai khỏi quỹ kế hoạch hóa gia đình và thông qua luật để hoàn thành xóa bỏ quyền làm cha mẹ có kế hoạch và cấm phá thai muộn cũng như ưu tiên bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Ngược lại, cựu phó tổng thống Joe Biden đang vận động kế hoạch đưa việc phá thai hầu như không giới hạn vào luật liên bang với chi phí từ tiền đóng thuế và đã tuyên bố phản đối các quyết định gần đây của tối cao pháp viện vốn bảo vệ quyền tự do tôn giáo của các tổ chức cơ đốc giáo như dòng nữ tiểu muội bần cùng Catholic Sisters of the Poor. Phe cánh tả vu khống bề bối của Hunter Biden là do Nga dựng nên. Đảng Dân Chủ cùng các phương tiện truyền thông cánh tả tuyên bố những thông tin gây sốc về Hunter Biden do New York Post công bố gần đây là thông tin sai lệch của Nga và là một câu chuyện sai sự thật. Hạ nghị sĩ Adam Strip, chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện và là một thành viên cấp cao của đảng Dân Chủ tuyên bố rằng những tin tức của New York Post về các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden ở Ukraine và Trung Quốc là một phần của chiến dịch bôi nhỏ xuất phát từ Điện Kremlin, Nga. Ông đã đưa ra những nhận xét này trong cuộc phỏng vấn với The Situation from Chris Pleasure của CNN. Chúng tôi biết rằng toàn bộ kế hoạch boi nhỏ ông Joe Biden này đến từ Điện Kremlin. Ông trả lời khi được ông Blitzer hỏi liệu những thông tin về Hunter Biden có phải chiến thuật thông tin bóp méo của Nga. Hạ nghị sĩ Tripp cho biết, điều đó đã trở nên rõ ràng trong hơn một năm nay khi họ đưa ra câu chuyện sai lệch này về cựu phó tổng thống và con trai của ông ấy. Tuy nhiên, ông Tripp cho biết không nhận được bất kỳ thông tin mới nào từ giới tinh hoa khi ông Blitzer yêu cầu ông chứng thật tuyên bố của mình. Phóng viên Blitzer đề cập đến một bài báo ngày 14 tháng 10 của New York Post về các email của Hunter Biden cho thấy, người này đã giới thiệu doanh nhân Ukraine Vadim Brohatsky với cha mình là cựu phó tổng thống Joe Biden, người hiện đang tranh cử tổng thống. Ông Bohatsky là cố vấn cho Hội đồng Quản trị của Burisma, một công ty năng lượng của Ukraine, trước khi nổ ra thông tin về mối quan hệ bê bối Biden-Ukraine gây tranh cãi. Trong email gửi cho Hunter Biden ngày 17 tháng 4 năm 2015, cố vấn Bohansky viết, Hunter thân mến, cảm ơn vì đã mời tôi đến DC và tạo cơ hội để gặp cha anh và dành thời gian bên nhau. Đó thực sự là một vinh dự và niềm vui. Theo bài báo, email đã được tìm thấy trong một ổ đĩa cứng được cho là thuộc về Hunter Biden. Luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump là ông Rudy Giuliani đã giao lại ổ đĩa này cho tờ New York Post. Chiếc máy tính này do một chủ cửa hàng sửa chữa máy tính cung cấp là một chiếc MacBook Pro bị dính nước có nhãn dán từ B. Biden Foundation ổ cứng của chiếc MacBook có chứa ảnh gia đình và video cá nhân của Hunter Biden. Các bình luận của ông Strip cũng tương tự với ông Joe Biden. Khi bị phóng viên Bo Edison của CBS liên tục hỏi về các tin tức liên quan đến Hunter Biden trên tờ New York Post, ông Biden đáp trả, tôi biết anh sẽ hỏi nó tôi không có phản hồi nào hết đó là một chiến dịch boi nhỏ khác nó vừa hợp với nghiệp vụ của anh đấy đó là những câu hỏi các anh luôn đặt ra ngay sau khi tin tức từ New York Post được công bố một số phương tiện truyền thông đã đưa ra ý kiến cho rằng những email này thuộc một chiến dịch bóp méo thông tin của nga CNN đưa tin rằng các nhà chức trách đang điều tra xem liệu các email này có liên quan đến thông tin bóp méo của nga hay không trong khi tờ Washington Post nói rằng Tòa Bạch Ốc đã cảnh báo ông Giuliani là mục tiêu của một hoạt động tình báo Nga để cung cấp thông tin sai lệch cho Tổng thống Trump. Cả hai tin tức này đều trích dẫn từ các nguồn ẩn danh và The Epoch Times không thể xác minh độc lập các thông tin này. Một số bài báo về các thỏa thuận của Hunter Biden với các doanh nghiệp nước ngoài đã xuất hiện gần đây khi chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Tờ New York Post đã công bố một loạt tin độc quyền vào ngày 15 tháng 10 với các email khác chứng minh gia đình Biden đã tìm cách bỏ túi hàng triệu USD từ các giao dịch liên quan đến một gã khổng lồ dầu mỏ Trung Quốc có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Một người nhận ẩn danh trong chuỗi những email này sau đó đã xác nhận tính xác thực của tin nhắn đó với Fort News. Ngày 16 tháng 10, Brebes đã đưa tin về một loạt các email riêng biệt cho thấy Hunter Biden đã tạo điều kiện để xúc tiến một cuộc họp giữa một nhóm tinh hoa của giới doanh nghiệp Trung Quốc có liên kết với chế độ Trung Quốc và ông Joe Biden vào năm 2011. Tổng thống Trump nói dữ liệu từ máy tính của Hunter Biden là một vụ bê bối lớn. Ngày 18 tháng 10, Tổng thống Donald Trump khẳng định rằng thông tin được phát hiện trên một máy tính sách tay được cho là của Hunter Biden, con trai của ứng cử viên Tổng thống đại dân chủ Joe Biden, là một vụ lớn. Tổng thống viết trên Twitter rằng, Máy tính sách tay của Hunter Biden là một thảm họa đối với cả gia đình Biden, nhưng đặc biệt là đối với bố cậu ta, ông Joe. Đây là một sự thật đã được chứng minh và không thể phủ nhận rằng tất cả những thông tin đó đều là một vụ bê bối lớn. Điều đó khiến ông Joe 50% hoặc 10% không thể đảm nhận chức vụ tổng thống. Ông cũng nói thêm rằng Joe Biden là một chính trị gia tham nhũng. Bây giờ, các bạn đã có bằng chứng, có lẽ là bằng chứng chưa từng có từ trước tới nay về một chính trị gia lớn, máy tính sách tay và nhiều thứ khác nữa. Đây là vụ bê bối chính trị lớn thứ hai trong lịch sử của chúng ta. Tổng thống đề cập đến một loạt tin tức từ New York Post vào tuần trước đưa tin về việc Hunter Biden có thể đã giới thiệu cha của mình là phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào thời điểm đó với một giám đốc điều hành hàng đầu của Burisma, Holdings, một công ty năng lượng Ukraine mà Hunter có tham gia vào hội đồng quản trị. Cố vấn của hội đồng quản trị Burisma là ông Vadim Bohansky dường như đã gửi một email cho Hunter Biden về cơ hội gặp gỡ cha anh, ông Joe Biden email được đề ngày 17 tháng 4 năm 2015. Chiến dịch của ông Biden đã bác bỏ sự tồn tại của cuộc gặp mặt nêu trên. Các cuộc điều tra của báo chí trong quá trình luận tội và thậm chí của hai ủy ban thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo, những người mà phần việc của họ bị đồng nghiệp GOP đánh giá là không hợp pháp và mang tính chính trị, đều đi đến kết luận giống nhau rằng ông Joe Biden đã thực hiện chính sách chính thức của Mỹ đối với Ukraine và không có hành động sai trái nào. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã tuyên thệ chứng thực những sự thật này. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden là ông Andrew Bass nói trong một tuyên bố với các hãng tin. Sự công kích của Twitter và Facebook đối với quyền tự do báo chí Vừa qua, Facebook và Twitter đã có những động thái bất thường chống lại tờ New York Post khi tờ báo này cho xuất bản một bài báo về con trai của cựu phó tổng thống Joe Biden. Đây là lần đầu tiên các công ty truyền thông xã hội có hành động trực tiếp chống lại một bài báo của một nhà xuất bản lớn của Hoa Kỳ. Một điểm đáng chú ý là các hành động của Facebook và Twitter có vẻ tùy tiện, không có sự nhất quán hoặc có lý do chính đáng nào. Nhân viên truyền thông của Facebook, Andy Stone, cho biết trong một tuyên bố rằng nền tảng này đang giảm phân phối bài báo về Hunter Biden của New York Post, lưu ý rằng hành động này diễn ra trước khi bài báo được xác minh tính xác thực. Tuy nhiên, bản thân những người kiểm tra thực tế cũng có thể không rõ ràng. Điều này đã đặt ra một câu hỏi, Facebook đã dựa trên cơ sở nào để hạn chế phạm vi tiếp cận và kiểm duyệt bài báo của New York Post? Twitter đã đi xa hơn Facebook, thêm nhãn cảnh báo vào các tweet và cấm người dùng đang liên kết đến bài viết trên New York Post cả công khai và trong tin nhắn trực tiếp. Và khóa tài khoản của một số người dùng đã làm vậy, bao gồm cả New York Post và thư ký báo chí tòa bạch ốc Kelly McEnany. Sau khi cố gắng đưa ra lý do kiểm duyệt, Twitter sau đó đã lập luận rằng bài viết của New York Post đã vi phạm các chính sách về thông tin cá nhân và riêng tư, cũng như vi phạm chính sách về tài liệu bị hack. Trong một tuyên bố riêng, Twitter nói rằng nền tảng này nghiêm cấm việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để phân phối nội dung có được mà không được phép. Điều này có nghĩa là về sau, tất cả các bài báo trên phương tiện truyền thông có chứa tài liệu bị rò rỉ sẽ bị ông lớn này cấm và liệu tiêu chuẩn này có được áp dụng đồng đều cho tất cả các tổ chức truyền thông. Theo tiêu chuẩn riêng của Twitter, một số bài báo quan trọng nhất từng được viết thường dựa trên các tài liệu bị rò rỉ sẽ không có chỗ đứng trên nền tảng của nó. Các quy tắc của Twitter và Facebook rất mơ hồ, đến mức các nền tảng này có thể chọn kiểm duyệt bất kỳ nội dung nào mà họ muốn, một điều dễ nhận thấy là hai công ty này đã phát triển về quy mô và tầm ảnh hưởng trong những năm gần đây. Do đó, họ đang ngày càng nắm trong tay nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các phát biểu của công chúng. Nếu như họ là các nhà xuất bản thì họ hoàn toàn có quyền làm như vậy, nhưng thay vào đó, Twitter và Facebook đã kịch liệt phủ nhận việc trở thành nhà xuất bản và luôn khăng khăng rằng họ chỉ là các nền tảng mở và được bảo vệ theo mục 230 của đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp. Facebook và Twitter hiện đã vượt qua ranh giới đó một cách vô cùng công khai và ngang nhiên. Họ đã trở thành các nhà xuất bản cực kỳ hiệu quả và do đó họ cũng cần phải tuân theo cùng một tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình giống như hãng thông tấn mà họ đang kiểm duyệt. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần tin tức hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin kế tiếp.